Ok, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trái Cảnh của mình ha. Thì ngày hôm nay mình mới vừa rửa xong cái tủ lạnh nè, thì mình bắt đầu mình sơn. Rồi giờ mình sẽ xếp ít nước cho cái hồ này. Cái tủ lạnh này thì nó nhỏ hơn cái tủ lạnh này của mình ha. Cái này nó chừng 180 lít nè, còn cái kia này 200 mấy. Ok, thì hôm nay thì cái này mình đang sử dụng là mình chuẩn bị sử dụng thử vi sinh này, vi sinh mình tự chế ha. Một cục than đá hồ ngoài trời á, thì mình hạn chế sử dụng cái giò giòn. Hồ ngoài trời thì hạn chế sử dụng cái phân nền. Cái cục than đá này á, mình để nó vài bữa là mình sẽ lấy ra thôi, chứ để hút cặn nó không có được tốt. Hút cặn, bạn nào chơi biết thì cái này hút cặn nó sẽ bị dính lại ha. Rồi mình sẽ châm nước cho nó. Coi vậy chứ nhiều nước lắm các bạn. Ừ, và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái chai vi sinh này ha. Cái chai vi sinh này là cái chai vi sinh mình tự làm ha. Nó rất là dễ làm. Các bạn có thể lên YouTube gõ làm vi sinh tự chế nè. Cái này mình làm bằng hột gà với nước mắm, phơi chắc hơn tháng rồi. Cái này mình làm 2 tháng rồi, làm mấy lần nó mới thành công đó bạn. Và hôm nay mình sẽ thử sử dụng cho mấy cái hồ mà lớn, có dung tích lớn như vậy nè, cho nó đỡ hao ha. Còn mấy cái mua thì xài, thực sự xài cái này nó hao quá. Mới đây thì nó cũng sắp đầy rồi các bạn. Thì cái hồ này mình chưa biết nuôi con gì nữa, các bạn nào biết nuôi con gì comment cho mình biết ha. Rồi và chờ nó đầy thì mình có vớt một số con phi lách mái nè, một cá mái ha, phi lách một cá mái. Thì bữa mình có làm clip cách trống rồi, còn clip này là mái ha. Mình sẽ đi qua bên đây, mình bỏ vô cái ngăn nhỏ của tủ lạnh kia. Đây cái ngăn này nè các bạn, này ngăn bự nè. Cái ngăn nhỏ này rất là rộng, mình sẽ bỏ bên đây. Nước ở trong đây hơi ấm ấm các bạn, ngoài trời hơi ấm hơn trong này. Mình sẽ để đây mà chờ xíu ha. Rồi sắp đầy rồi, kéo bên đây. Cái này mình đã bích lại hết rồi các bạn, mình dùng silicon với keo nến bích nó lại ha. Cái tủ lạnh này thì cái lỗ nó không nhiều, còn tủ kia á lỗ nó hơi nhiều nên mình tráng xi măng dưới ít luôn. Tủ lạnh mình thấy nuôi rất là ngon cho nên mình sẽ làm thêm vài cái nữa ha. Nuôi ngoài trời thì vài bữa nữa mình sẽ lấy cái này ra cho để tiện cái việc hút cặn. Ở ngoài trời thì hút cặn nó rất là tốn, rất là cực, cho nên mình không có làm phân nền ha, để mấy cục này vô hút nó dính luôn mà. Đó, thấy nuôi rất là ổn các bạn, nước nhiều nên nuôi cá rất là khỏe. Nè, hồ đây hôm qua mới quay rồi, trời nắng nó trốn hết à. Ở dưới rồi, và mình tắt nước ha. Ok, và bây giờ mình sẽ chăm vi sinh cho nó nè. Mấy cái hồ ở đây mình sẽ dự định là nuôi mấy cái dòng rẻ tiền ha. Mấy cái dòng như Dumbo của mình rồi, bỏ đây miếng hình như bên đây hở mình chưa có chăm nhiều. Rồi mấy cái dòng ở đây mình nuôi cái dòng rẻ tiền dễ sống. Nuôi ở đây là chấp nhận nuôi nắng mưa luôn các bạn. Cá rất là khỏe ha. Những dòng vài chục ngàn là ngoài đây nó sống tuốt hết nè. Rồi, chăm cỡ như đó thôi. Nè, làm cái này nó hơi hôi nha các bạn. Các bạn nào ở nhà mà nhà phố rồi á thì làm cái này thì không tiện đâu, cái này rất là thối. Ok, vậy là mình đã setup xong cái hồ ngoài thủy sinh ngoài trời rồi các bạn. Bạn nào thấy video hay thì like, subscribe, đăng ký kênh cho mình. Thì comment cho mình biết nên nuôi dòng gì ở đây. Mình có Dumbo, Full Lash, Full Gold.
Hôm nay nghĩ là sẽ nuôi full con ngon hơn ha. Nền trắng thì nuôi full con rất là ngon, hoặc là full lách. Đơm bông sắc thì nuôi bên kia rồi. Ở ngoài đây này nuôi những dòng như thuộc dạng thủy sinh phải 30.000 thôi. Những dòng mắt đỏ thì mình nuôi trong kia hết rồi. Ok, cái này rất là đã. Cái này con nít vô tắm được luôn các bạn. Đó. Như vậy thì khoảng tối hoặc ngày mai mình sẽ bỏ muối vô. Hồ mình sẽ bỏ một tí muối vô cho nó sát khuẩn thôi chứ không có lạm dụng nhiều ha. Hồ này bỏ chắc cả ký luôn. Rồi video mình sẽ tới đây thôi ha. Bây giờ mình sẽ thả cái gì cái bài này ra. Ồ, nước lên. Ở ngoài đây nuôi cá rất là khỏe các bạn. Rồi, bài này thì trong kia còn đạt đen quá nên mình thả ra đây cho nó giãn bớt, nó mau lớn. Rồi, video tới đây thôi ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn ha.